Các bạn có biết không, ở thời điểm dịch Covid bùng phát như thế này thì ăn tỏi là một giải pháp tuyệt vời các bạn. Theo đông y, tỏi có cái hoạt chất kháng khuẩn, kháng virus rất là tuyệt vời. Tỏi giống như một cái kháng sinh tự nhiên giúp cơ thể chúng ta tăng cường sức đề kháng, kháng lại các loại bệnh tật đó các bạn. Nếu ăn tỏi sống các bạn thấy khó ăn thì các bạn có thể lột vỏ tỏi ra, ngâm giấm chua đó, rồi chúng ta ăn với cơm, rất là dễ ăn mà còn có lợi cho sức khỏe nữa.